Cô thân ái, chào các con. Hôm nay cô lại gặp các con trong một tiết học vần mới. Đó là bài học vần 93, oan, oan. Các con chú ý trên màn hình, cô có vần sau. Oan. Vần oan có âm o a đứng trước, âm n đứng sau. Các con nghe cô đánh vần nhé. O a n oan. Khờ oan khoan. Các bạn phân tích tiếng khoan cho cô. À, tiếng khoan có âm khờ đứng trước, vần oan đứng sau. Cô có hình ảnh, con quan sát, con có biết đây là gì không? À, đây chính là hình ảnh một giàn khoan. Người ta xây giàn khoan ở ngoài biển xa để khai thác dầu mỏ và khí đốt, phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống. Cô có từ giàn khoan. Mình cùng đọc lại nhé. Oan, khoan, giàn, khoan. Chúng ta sang phần thứ hai. Oan. Vần oan có âm o á đứng trước, âm n đứng sau. Các con nghe cô đánh vần. O á n oan. Sờ oan xoan. Tiếng xoan có âm sờ đứng trước, vần oan đứng sau. Con cùng quan sát bức tranh của cô. Các con có nhận thấy bạn nhỏ trong tranh có điểm gì đặc biệt không? À, đó chính là mái tóc xoăn của bạn. Cô có từ tóc xoăn. Chúng ta cùng đọc lại. Oan, xoăn, tóc, xoăn. Để ghi nhớ tốt hơn hai vần chúng ta vừa học, chúng ta cùng đọc lại bài nhé. Oan, khoan, giàn, khoan. Oan, xoăn, tóc, xoăn. Bây giờ cô cùng các con tìm hiểu các từ ứng dụng. Hình ảnh đầu tiên, cô nghĩ các con đều quen thuộc với hình ảnh này. Đây là phần thưởng của cô giáo bậc học mầm non tặng cho các con khi các con học chăm ngoan, chăm chỉ và đi học đều. Đó chính là phiếu bé ngoan. Con đọc lại. Phiếu bé ngoan. Trong từ phiếu bé ngoan, tiếng nào mang vần ngày hôm nay chúng ta học? À, đúng rồi đó. Đó chính là tiếng ngoan, mang vần oan. Chúng ta cùng quan sát bức tranh thứ hai. Có còn đoán xem hai bạn nhỏ đang học môn gì đây? À, chúng ta thấy ở đây có các số và dấu. Đó chính là môn toán. Quen thuộc đúng không nào? Chúng ta có từ học toán. Trong từ học toán, tiếng nào mang vần ngày hôm nay chúng ta học? À, chính xác, đó chính là tiếng toán. Bây giờ cô có một hình ảnh tiếp nữa, các con cùng quan sát nhé. Con thấy bạn nhỏ có điểm gì đặc biệt không? À, bạn có một cơ thể khỏe mạnh, một nụ cười tươi vui. Tất cả những điều đó đều thể hiện được rằng đây là một bạn khỏe khoắn. Cô có từ khỏe khoắn. Con đọc lại. Khỏe khoắn. Trong từ tiếng nào mang vần mà hôm nay chúng ta học? À, chính xác, đó chính là tiếng khoắn mang vần oan. Vậy qua bức tranh này, cô muốn rằng các con luôn luôn chăm chỉ tập thể dục thể thao để cơ thể của mình lúc nào cũng khỏe khoắn, chống được mọi bệnh tật và tinh thần lúc nào cũng vui tươi nhé. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu từ ứng dụng cuối cùng. Con quan sát bức tranh. Con có biết đây là loại dây gì không? À, đây chính là một loại dây rất quen thuộc đúng không nào? Đó chính là dây thừng. Và khi các con thấy lấy những sợi dây thừng này quấn lại với nhau tạo thành những mối xoắn như thế này, ta gọi đó là xoắn thừng. Cô có từ xoắn thừng. Trong từ này, tiếng nào mang vần ngày hôm nay chúng ta học? À, đó chính là tiếng xoắn. Chúng ta vừa được học bốn từ ứng dụng, bây giờ chúng ta hãy cùng đọc lại bốn từ này nhé. Con đọc cùng cô. Phiếu bé ngoan. Học toán. Khỏe khoắn. Xoắn thừng. Con đọc rất là tốt. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại bài ngày hôm nay chúng ta đã học nhé.
Oan, khoan, giàn khoan. Oan, xoăn, tóc xoăn. Phiếu, bé ngoan. Học, toán, khỏe khoắn. Xoắn, thừng. Bây giờ cô có một bức tranh, các con cùng quan sát. Con thấy trong tranh vẽ gì đây? À, đó là những chú gà đang bảo vệ đàn con của mình khỏi một con quạ rất là hung dữ. Vậy cô có một câu ứng dụng phù hợp tương ứng với nội dung bức tranh như sau. Các con cùng chú ý nào. Các con nghe cô đọc. Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Bây giờ các con cùng đọc thầm theo tay cô chỉ nhé. Rất tốt. Sau khi đọc xong, các con thấy trong câu ứng dụng này tiếng nào mang phần ngày hôm nay chúng ta đã học? À, chính xác, đó chính là tiếng ngoan. Tiếng ngoan mang vần oan ngày hôm nay chúng ta đã học, đúng không nào? Qua câu ứng dụng này muốn khuyên chúng ta là anh em trong cùng một gia đình, chúng ta cần phải biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, chứ không nên bắt nạt nhau nhé. Và trong một lớp học thì sao? Chúng ta cũng cần phải biết thương yêu, giúp đỡ bạn bè mình, không nên ích kỷ mà chúng ta gây gổ hay là xô xát đối với bạn bè. Các con nhớ phải đoàn kết với nhau nhé. Chúng ta cùng đọc lại bài một lần nữa. Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần viết. Các con hãy cùng theo dõi xem cô thực hiện viết như thế nào để chúng ta viết thật tốt. Cô hướng dẫn các con viết chữ ghi vần oan. Con đặt bút dưới đường đi 3. Viết con chữ O. Nối liền con chữ A. Nối liền con chữ N. Tìm dương bút trên đường ly 2. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ghi vần oan. Các con cũng đặt bút dưới đường ly 3. Viết con chữ O. Nối liền con chữ A. Nối liền con chữ N. Tìm dương bút trên đường ly 2. Nhấc bút, viết dấu mũ trên con chữ A. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ giàn khoan. Các con đặt bút dưới đường ly 3. Viết chữ giàn. Khoảng cách là một con chữ O. Các con viết chữ, viết con chữ khờ. Nối niềm vần hoan. Điểm dừng bút trên đường ly 2. Cuối cùng là chữ tóc xoăn. Các con đặt bút trên đường ly 2. Viết chữ tóc.
Khoảng cách là một con chữ O. Các con viết con chữ sờ. Nối liền vần oan. Điểm dừng bút trên đường link 2. Con nhấc bút, viết dấu mũ trên con chữ A. Con cùng quan sát, cô có bức tranh sau. Con thấy trong hai bức tranh trên màn hình của cô, bạn nhỏ đang làm gì? À, trong bức tranh đầu tiên, chúng ta thấy bạn nhỏ đang cầm cây chổi, phụ giúp mẹ quét sân nhà. Qua đây, chúng ta thấy được rằng bạn nhỏ là một người con rất là hiếu thảo và chăm ngoan. Bức tranh thứ hai, chúng ta thấy bạn nhỏ đang nhận món quà từ tay cô giáo. Vậy chắc hẳn bạn phải là một cô học trò lễ phép, biết nghe lời và đạt được nhiều thành tích tốt cho học tập, đúng không nào? Vậy chủ đề luyện nói của chúng ta ngày hôm nay chính là con ngoan, trò giỏi. Vậy qua chủ đề luyện nói ngày hôm nay, cô mong rằng các con trong thời gian nghỉ này hãy luyện tập, rèn luyện thật nhiều để chúng ta có thể này phụ giúp được ba mẹ các công việc ở nhà và làm thật nhiều bài tập để chúng ta càng ngày càng mở mang được nhiều kiến thức hơn, trở thành con ngoan, trò giỏi để ông bà, cha mẹ thấy cô vui lòng nhé. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ là sau mỗi bài học đều có bài tập để chúng ta luyện lại. Vậy chúng ta hãy nhờ ba mẹ in và để cho chúng ta làm bài. Sau đó các con hãy nhờ ba mẹ gửi qua Zalo cho cô để cô cùng kiểm tra nhé. Hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.